Sáng nay, công ty cổ phần ô tô TMT tổ chức sự kiện lái thử xe ô tô điện Wuling Hồng Quang Mini EV tại thành phố Hưng Yên. Sự kiện được đông đảo người dân trong và ngoài tỉnh đến tham gia lái thử nghiệm. Ngay từ sáng sớm, chị Hoa ở thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam, sau khi biết thông tin mẫu xe ô tô điện Mini Hồng Quang được tổ chức lái thử tại thành phố Hưng Yên, nên đã vượt nhiều cây số đến đây để được trải nghiệm lái ô tô điện Mini lần đầu. Ngoại thất thì rất là đẹp, xinh xắn, màu sắc thì nó phong phú, bên trong thì nó hiện đại. Mình thấy rằng là lái xe rất là an toàn, mặc dù là phanh gấp nhưng mà nó không bị lết xe. Wuling Hồng Quang Mini EV là mẫu ô tô điện Mini đầu tiên tại Việt Nam, được công ty TMT Moto có nhà máy ở khu công nghiệp Phố Đối A lắp ráp phân phối. Đây là sản phẩm của liên doanh General Motors Mỹ, một trong 7 công ty ô tô lớn nhất thế giới. Đây cũng là mẫu xe ô tô điện Mini bán chạy nhất thế giới trong những năm qua. Tính đến nay, khoảng 1,3 triệu xe được bán ra trên thị trường toàn cầu. Xe có kích thước nhỏ gọn nên dễ di chuyển, dễ lái, dễ dừng đỗ nhưng vẫn đủ 4 chỗ ngồi. Giá bán từ 239 đến 279 triệu đồng, thấp nhất trên thị trường ô tô Việt Nam hiện nay. Xe đi được 120 km đến 170 km cho một lần sạc đầy tùy từng phiên bản. Khả năng sạc tiện lợi là ưu điểm của mẫu xe này khi chỉ cần sạc với ổ cắm điện dân dụng 220V. Đặc biệt, qua nhiều thử nghiệm cho thấy, chi phí sạc điện hàng ngày còn thấp hơn so với xe gắn máy hai bánh, rất tiết kiệm cho người dùng. Đi trong khu vực nội thành thì nó rất là tiện lợi dành cho chị em phụ nữ, ví dụ như công sở hoặc nội trợ. Có thể đưa đón con đi học, nó rất là hợp lý. Để so với các dòng xe mà phân khúc cùng phân khúc như thế, với dòng xe xăng, thì như bản thân em thấy rằng là điều hòa như thế là mát, hợp lý. Và cái ghế ngồi cũng rất là thoải mái. Cái độ an toàn thì nó không khác gì xe xăng bình thường. Mà giá thành thì cũng rất là hợp lý. Về sạc thì cũng rất là thuận tiện. Nếu như mà mình đi trong cái phạm vi bán kính nhất định thì là không bao giờ sợ là nó bị nhỡ cái việc mà mình di chuyển trên các cung đường. Trước khi đưa hãng xe của GM liên doanh về Hưng Yên, chúng tôi đã cho khảo sát thị trường. Xe GM này hoàn toàn phù hợp với đời sống hiện nay của người Hưng Yên, mức thu nhập trung bình của người Hưng Yên. Thời gian tới đây, chúng tôi sẽ làm tốt công tác truyền thông để giới thiệu cái sản phẩm GM liên doanh Mỹ đến với người tiêu dùng Hưng Yên. Mong muốn rằng người tiêu dùng Hưng Yên sớm biết đến nhiều hơn nữa về cái sản phẩm GM để thay đổi cái xe chạy xăng bằng xe chạy điện, để làm cho môi trường được trong sạch. Đại diện TMT Moto cho biết, khoảng 1.000 khách hàng đặt cọc đầu tiên sẽ được giao xe trước ngày 30 tháng 9 năm 2023. Nhà phân phối cũng mong muốn mẫu xe điện Hồng Quang Mini EV sẽ sớm được người dân đón nhận nhiều hơn nữa, qua đó khẳng định được thương hiệu ô tô điện trên thị trường tỉnh Hưng Yên cũng như thị trường Việt Nam hướng tới lối sống xanh như xu hướng hiện nay.